Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương. Video hôm nay chẳng liên quan gì tới yoga, tới thiền hay là tới yoga bầu đâu, mà là một cái video mình muốn trả lời câu hỏi mà gần đây rất nhiều chị em nhắn tin hỏi mình là: chị ơi, cách đăng ký các cái thủ tục để mà đăng ký kết hôn với người nước ngoài ở Việt Nam như thế nào? Thì video hôm nay mình sẽ trả lời cái câu hỏi đó nha, thông qua những cái kinh nghiệm mà mình đã phải trải qua trong suốt những cái tháng vừa rồi để mà hoàn thành cái thủ tục đăng ký kết hôn của mình. Thực ra là không có khó lắm đâu mọi người. Mọi người có thể tự làm được, tự xin các loại giấy tờ và tự đi apply được, mà không cần phải thông qua agent để tốn tiền đâu nha. Và anh chồng mình, anh là người Canada, nhưng mà mình nghĩ là tất cả các quốc tịch, tất cả các nước thì đều có những cái hồ sơ giấy tờ na ná như nhau á, nên mọi người tham khảo thử nha. Cái đầu tiên là các cái giấy tờ mà mọi người cần chuẩn bị ở nhà. Cái thứ nhất đó là giấy chứng nhận độc thân của cả hai người. Đối với phía mình thì xin dễ lắm, mình gọi điện nhờ mẹ ra ủy ban phường xin, và mẹ mình đi ra rồi khai lên cái tờ khai và xin giùm mình thôi. Hình như phí là 200.000 hay sao á. Đối với anh chồng mình thì lại khó hơn một chút, nó phức tạp hơn, mọi người lắng nghe cho kỹ nha, cái này hay dễ bị lộn nè. Thứ nhất là anh phải lên cái website của đại sứ quán để đăng ký cái cuộc hẹn, viết rõ vào email đăng ký với họ là: ngày này tôi tới để xin cái giấy tuyên thệ độc thân. Sau đó anh phải bay đi Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh, cái nơi mà có cái đại sứ quán. Bạn có thể tham khảo cái quốc tịch của chồng bạn để biết là cái đại sứ quán nằm ở đâu. Sau khi mà anh bay ra đó, book cái lịch hẹn bay ra, thì người ta cấp cho anh một cái giấy gọi là giấy tuyên thệ độc thân, không phải là giấy chứng nhận đâu ha. Mọi người họ không có biết là anh có độc thân hay không. Nó chỉ ghi là tôi tuyên thệ là tôi là một người độc thân, và hoàn toàn có đủ khả năng, đủ cái sự độc lập để kết hôn. Sau khi mà đại sứ quán cấp cho anh cái giấy đó, có cái mộc của đại sứ quán rồi, thì bước thứ hai nha, cái này quan trọng nè, mọi người phải vô cái sở tư pháp của tỉnh hoặc là thành phố để mà làm một cái bước gọi là gì ta, quên mất cái tên, gọi là hợp thức hóa lãnh sự ha. Thì ở đó người ta sẽ giữ cái giấy đó của ảnh và người ta sẽ copy ra một cái bản nữa để lưu trữ, rồi một bản nữa người ta sẽ gửi ngược về đại sứ quán và đóng cái dấu xác nhận lên đó là cái tờ này đã được hợp thức hóa lãnh sự, nghĩa là được nhà nước Việt Nam công nhận là hợp pháp. Sau khi mà có cái tờ đó rồi thì cái bước thứ ba ha, sau khi mà đã gửi đi đóng được cái dấu trên tờ hợp thức hóa lãnh sự rồi, thì bước thứ ba là phải đi dịch và công chứng, dịch thuật cái tờ đó ra tiếng Việt, sau đó công chứng và có cái dấu công chứng trên cái bản tiếng Việt để xác minh là cái tờ tiếng Việt đó là hợp pháp. Thì cái tờ tiếng Việt đó sẽ đem để nộp cho cái bộ hồ sơ đăng ký kết hôn sau này. Nhớ ha, cái bước xin cái tờ giấy xác nhận của anh rất là phức tạp. Thứ nhất là xin được cái giấy xác nhận từ đại sứ quán, cái thứ hai là đem đi cái sở tư pháp để mà hợp thức hóa lãnh sự, cái thứ ba là dịch ra tiếng Việt, cái thứ tư là đem công chứng cái bản dịch tiếng Việt đó là khớp với cái bản gốc. Sau đó mình mới dùng cái tờ đó để đi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Và cái giấy tờ tiếp theo mà mọi người cần chuẩn bị đó là giấy khám sức khỏe tâm thần của cả hai người. Cái này thì cả hai người đều đi cũng được. Đối với vợ chồng mình thì mình đi bệnh viện tâm thần ở Đà Nẵng á mọi người. Cái khám tâm thần này mức phí là 1.200.000 cho cả hai người. Và cái khám này hài lắm mọi người, có một vài cái câu hỏi mà mình không trả lời được luôn. Ví dụ như là hôm nay là ngày thứ mấy quên mất, không biết ngày thứ hôm nay là ngày mấy hết. Rồi anh chồng mình thì ảnh bị sai mất một câu, đó là: anh có biết anh đang ở bệnh viện nào không? Ảnh thấy ủ đọc ở ngoài tiếng Việt nên ảnh cũng không biết đây là bệnh viện gì. Nhưng mà sau đó người ta sẽ hỏi những cái câu khác về phép tính, phép toán, rồi xem các cái tờ tranh để coi là cái tâm thần của bạn có ổn định hay không. Thì cái này cũng dễ thôi, bạn sẽ mất 1-2 tiếng để đi khám. Sau đó người ta sẽ nhớ là mang theo hình, mang theo 2 cái hình 4x6 để dán lên cái tờ khai xác nhận là đã chứng nhận là đủ sức khỏe tâm thần để đăng ký kết hôn nha. thì người ta sẽ đóng lên đó và ký và phát cho bạn. Nhớ check chữ ký nha, thỉnh thoảng người ta quên đóng dấu check chữ ký á, thì bạn mang cái đó về để mà nộp vào hồ sơ ha. Giấy tờ tiếp theo mà mọi người cần chuẩn bị đó là đối với mình thì mình phải mang cái sổ hộ khẩu của gia đình, hoặc là mang cái bản công chứng sổ hộ khẩu để xác nhận là mình đang sống ở đâu. Và đối với ảnh thì phải có cái giấy xác nhận tạm trú của cái nơi mà anh đang sống, đang cư trú á nha. Cái giấy xác nhận tạm trú họ sẽ viết ở trên đó là được cư trú từ ngày nào đó tới ngày nào đó, thì cái ngày cuối cùng mà anh được cư trú ở đây nó không có quá xa so với cái ngày mà bạn đi đăng ký kết hôn thì người ta sẽ chấp nhận ha. Cái giấy cư trú, cái giấy tạm trú của ảnh thì sẽ xin ở công an khu vực các bạn, công an khu vực. Vậy là đã hoàn thành hết tất cả những cái giấy tờ thủ tục cần cho cái bộ hồ sơ đăng ký kết hôn rồi đó. Bây giờ là tới cái bước thứ hai, đó là cái bước đi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Thì để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn này, bạn có thể nộp ở cái phòng tư pháp cấp quận, huyện hoặc thành phố. Và khi mà bạn tới nộp hồ sơ thì bạn phải photo cái cuốn sổ passport của ảnh, photo hết tất cả các trang luôn để người ta coi là ảnh nhập ảnh đi vào Việt Nam khi nào, ảnh đang sống ở đây có liên tục hay không, cái ngày cuối cùng mà ảnh phải đi ra khỏi đất nước này là khi nào. Photo nguyên cả cái cuốn luôn ha, để khỏi mất công ha, photo thôi không cần công chứng ha. Đối với bạn thì bạn có thể mang theo passport của mình, hoặc là mang theo chứng minh nhân dân, hoặc là bạn chứng minh nhân dân, hình như bây giờ không phải chứng minh nhân dân nữa mà là thẻ căn cước có công chứng cũng được. Thì lúc tới người ta sẽ đối chiếu cái bản copy với cái bản thiệt á, rồi người ta thu lệ phí là 50.000 tiền đối chiếu, rồi trả lại cái bản thiệt, bản passport và chứng minh nhân dân thiệt cho bạn mang về. Sau đó thì bạn ký lên cái giấy tờ là tôi nộp hồ sơ này để đăng ký kết hôn, cả hai bên ký vào và nộp cho họ. Thì người ta sẽ hẹn bạn là 15 ngày hoặc là 20 ngày sau quay lại để nhận hồ sơ và coi là cái hồ sơ của mình có đạt yêu cầu hay không. Thêm một cái lưu ý nữa khi mà hai người đi nộp hồ sơ á, là đối với cái tên của ảnh ha, tên của người nước ngoài họ sẽ ghi là tên, xong rồi tên lót rồi mới tới họ. Nhưng mà trên cái tờ đăng ký kết hôn bạn phải ghi theo cái thứ tự họ và tên như là của người Việt Nam ha. Bạn phải ghi họ của ảnh trước, tên lót rồi mới tới tên. Nếu bạn ghi sai cái này là chút xíu giấy tờ người ta bắt bạn lên sửa đi sửa lại vài lần á. Nhớ lưu ý cái đó nha. Sẽ ghi tên của ảnh y chang như tên người Việt Nam vậy đó. Họ, rồi tên lót, rồi tên, họ và tên. Nhớ nha bạn, đừng quên cái đó, không mất công phải chạy lên chạy xuống nhiều lắm. Và cái cuối cùng đó là cái đi nhận hồ sơ. Sau 15 ngày thì người ta sẽ gửi tin nhắn cho bạn. Đối với như mình đăng ký ở Hội An thì người ta gửi tin nhắn cho mình kêu là hồ sơ của bạn đã hoàn thành rồi, bạn lên nhận hồ sơ đăng ký kết hôn nha. Thì tại vì mùa này đang là mùa dịch nên họ không có tổ chức là trao hoa, trao quà hay chụp ảnh gì hết, mà tụi mình chỉ lên người ta in sẵn ra hai cái tờ đăng ký kết hôn, hai tờ mỗi người một bạn, thì tụi mình ký lên đó. Rồi cái anh làm ở phòng thư pháp, ảnh viết vô trong cái sổ, vậy là cái sổ gì ta, cái sổ hộ tịch, cái sổ hộ tịch thì mình ký xác nhận lên đó, cả hai ký xác nhận lên đó và nộp phí là 1,5 triệu thì là xong rồi đó. Vậy là hoàn thành tất cả các cái thủ tục, tất cả các giấy tờ và các bước như vậy, là bạn chỉ cần mang cái giấy đó về là được rồi. Thì cái giấy đó nó có ý nghĩa đó là tại vì mình gần sinh em bé cho nên mình phải có cái giấy đăng ký kết hôn, thì sau này khai sinh em bé mới có được viết tên chồng lên trên đó và em bé mới mang họ bố được, chứ không thì lúc khai sinh em bé sẽ là phải mang hộ mẹ, họ của mẹ nha mọi người. Đối với trường hợp của mình thì tại vì đang dịch đó nên mình không thể bay về thành phố Hồ Chí Minh hoặc là bay về quê của mình để làm đăng ký kết hôn được, cho nên mình đăng ký ở Hội An thì các giấy tờ thủ tục nó cũng y chang như vậy luôn. Người ta tạo điều kiện rất là tốt và rất là dễ dàng, thì chỉ cần mình nộp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ y chang như vậy là người ta giải quyết trong vòng 15 ngày là xong rồi đó. Nếu bạn có câu hỏi hay là có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho Thương hoặc là cứ comment vào bên dưới, mình sẽ chia sẻ hết mọi người tất cả những cái kinh nghiệm mà mình có được trong suốt cái hành trình để đi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn này nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào video clip lần sau. Bye bye mọi người.